chào các bạn đến với kênh YouTube Vua Dừa Miền Tây. Bữa nay Vua Dừa mình chuẩn bị leo cái dừa lửa đây nha các bạn. Trái rất là sai luôn nha các bạn. Nè. Thấy không? Đó, bữa nay chạy dịu nắng xuống đó các bạn thấy không? Dừa rất là cao luôn nè các bạn. Thấy không? Đó, đây là dừa lửa nha các bạn. Đó, cái này đây, cái dừa lửa. Chào các bạn ơi, camera. Chào bạn. Bữa nay có camera theo hành trình cùng Vua Dừa mình để ghi lại những khoảnh khắc Vua Dừa mình leo chạy nha các bạn. Đây, là Vua Dừa mình leo cái dừa này đây bạn. Đó, thấy không? Thấy rất sai luôn nè. Hồi sáng nè, bà Tám mà bà điện em rồi mà em nói sáng đi cưa cây rồi chưa có về. Hồi sáng này em ngồi trên ngọn cây sao á, đâu có xuống được đâu. Ghen. Đi sợ. Lúc này làm chuyển qua bên cưa cây luôn rồi. Hôm nay bạn nghe chào con mình luôn nha, chúc bà con buổi chiều dễ ha. Chào con luôn. Tại vừa mình leo cây dừa đây bạn ơi. Quá wow, trời ơi. Nó nắng hôm nay hạn luôn chứ. Hút cái gì bé không à?
Nó hết mùa hay gì đó đâu.
thì em luôn rồi. Em đâu rồi? Cúng được này luôn quá. Khóa đầu ngón đi lên đường này cho dễ luôn à. Vừa vừa nhận đi leo vừa gần xa luôn nhé các bạn. Bạn thấy video này có hay thì cho xin được đăng ký, like, comment và chia sẻ nhé các bạn. Đó, giờ vừa đó hoàn thành xong cây dừa này rồi nhé các bạn. Trái này dừa này là trái dừa này gọi là trái dừa lúa các bạn nè. À, khác trái dừa ấy các bạn. Mà dừa lúa nè. À, dừa này là dừa cải. Đó, dừa lúa. Xin chào, hẹn lại các bạn nha.